Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Quê đây. Thì hôm nay mình sẽ decor cái căn nhà hộp sữa này thành một ngôi nhà dành cho một người ở và có cái tông màu chủ đạo sẽ là màu tím nha. Ngôi nhà này thì đặc biệt một cái là mình không có chia ra quá là nhiều không gian mà mình sẽ gộp chung nó lại với nhau một xíu á. Những clip mà mình decor nhà thì đa số mình sẽ decor những ngôi nhà đơn giản và dễ làm, nó cũng sẽ không quá là cầu kỳ nha.
Và ngoài những clip decor như thế này thì mọi người muốn mình làm về những chủ đề gì thì có thể comment xuống cho mình biết nha. Hoặc là mọi người muốn quay clip chung với mình cũng được luôn nha. Cứ comment hoặc là liên hệ với tôi bằng một cách nào đó. Thank you.
Và ta-da, cuối cùng thì mình cũng đi coi xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi review nha. Trước tiên thì sẽ là phòng khách. Phòng khách thì bàn và ghế khá là thấp và có cả gối nữa nè. Cái tấm thảm thì mình đặt nó hơi bị lệch một xíu, có gì mọi người chỉnh lại nha. Hoặc là như thế này mọi người bỏ mấy cái ghế ra ngồi bệt xuống cũng khá là đẹp á. Ở trên tường thì có tranh và đồ trang trí. Phía bên này là giường nè. Cái này là đi làm về mệt quá là có thể nhảy lên giường ngủ luôn á. Phía bên trên đây thì có một cái chỗ để rất là nhiều đồ. Cái này gọi là đầu giường. Và phía dưới này thì sẽ là bàn ăn và nhà bếp. Cái khu vực trước bàn ăn thì nó hơi bị trống á. Không biết là nên đặt cái gì ở đó nữa ha. Còn ở phía trong đây thì sẽ là nhà bếp nè. Có cả một cái kệ để đựng đồ ăn như là trứng, cà phê, nước ngọt các loại nè. Về phía bên này, phía ngoài này thì sẽ là hai cái máy để làm đồ ăn sáng á. Đó chính là máy làm bánh mì và máy pha cà phê. Ngay đây thì sẽ có là một cái này gọi là bàn trang điểm á. Chắc là như vậy, hoặc là cái gương để soi toàn thân nè. Còn trong đây thì sẽ là toilet, có cái gì như mọi người đã thấy rồi đó. Nhưng mà ý chết, tôi quên một điều là mình quên cái tủ tôi đựng quần áo rồi. Cái này thì chắc là có thể để ngay cái phần bên, cái phần mình sẽ dời cái bàn ăn một xíu. Rồi bên trong thì sẽ là cái tủ quần áo á. Ở phía trên thì khúc mới đi lên nó sẽ là cái chỗ tập thể dục. Còn phía bên đây là khu để làm việc, đọc sách hoặc là giải trí bằng cách là chơi đàn organ. Và đó là tổng quan căn nhà hộp sữa màu tím này của mình. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye, love you, love you.